Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là trường, đây là viện Hàn ngữ của trường Đại học Hàn Nam, phụ trách việc giảng dạy tiếng Hàn cho các bạn sinh viên nước ngoài khi tới đây. Thì mình hiện tại mình cũng đang làm việc ở đây luôn. Thì nếu như mà có vấn đề gì thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với lại Facebook của viện Hàn ngữ Hàn Nam, viết khoa không dấu nhé. Thì lúc đó thì bộ phận các thầy cô Việt Nam, trong đó có mình, sẽ hỗ trợ các bạn. Nào, chúng ta cùng tham quan một vòng của viện Hàn ngữ nhé. Nào, chúng ta đi thôi. Thì hiện tại vì tình hình là Covid cho nên chúng mình bây giờ muốn đi vô đây thì phải có một cái thẻ đây như thế này, gọi là thẻ học sinh, thẻ sinh viên. Thì mình sẽ check vào đây thì cửa sẽ mở. Thì mục đích của thẻ này là gì? Là nó sẽ giúp chúng ta điểm danh xem là chúng ta đã đi những đâu, ở khu vực nào. Đây, cửa mở nhé. Vào đi. Thì trước khi chúng ta bắt đầu đi vào khu vực của những hàng ngữ thì chúng ta phải check nhiệt độ nhé. Đây là máy check nhiệt độ. Cách check như thế nào là chúng ta chuyển lên cái này, nhìn vào camera. Đấy, thì nó sẽ hiện lên nhiệt độ chúng ta và nó sẽ bảo là thông qua hay không thông qua, hay kiểm tra lại như thế nào. Này, các bạn xem gần này nhé. Xem gần cho thấy. Này, đấy, như thế này chúng ta sẽ được thông qua. Thì bình thường nếu mà chúng ta không có check cái thẻ này thì chúng ta phải viết cái thông tin của chúng ta vào đây. Này, chúng ta phải viết cái thông tin của chúng ta vào đây thì chúng ta mới được đi vào trong viện Hàn ngữ nhé. À, chúng ta đi thôi. Thì viện Hàn ngữ, văn phòng của viện Hàn ngữ nằm ở tầng 4 nhé. Thì các bạn có nhu cầu gì thì cứ lên tầng 4 là được. Thì tụi mình sẽ ở đó, luôn luôn có nhân viên người Việt Nam, thầy cô người Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các bạn. Còn tất cả các tầng này thì sẽ là các lớp học của chúng ta. Ngoài ra ở khu vực này còn có một khoa nữa, đó là khoa quốc tế. Khoa quốc tế sẽ đào tạo chuyên về tiếng Anh thôi, thì ở khu vực này nhé. Rồi, chúng ta đi dạo một chút chơi nhé. Đây, cho các bạn xem giảng đường của chúng ta. Đây là giảng đường của khoa quốc tế nhé, khá là rộng. Nào, chúng ta bắt đầu đi qua khu vực nhé. Đây là phòng của văn phòng nhé. Các bạn, thì hồi nãy mình đi dùng thói quen, tại mình cứ đi làm mà đi thẳng tầng 4 thôi mà mình quên mất. Các bạn, ở tầng 3, phòng 309 thì sẽ là văn phòng của Bộ Quan hệ Quốc tế, dành cho chủ yếu là sẽ giúp đỡ cho các bạn sinh viên quốc tế về việc học trên môi trường đại học và cao học nhé. Nào, chúng ta đi thôi. Thì hôm qua thì không phải là ngày làm của mình, cho nên mình chỉ đi quay sơ lược ở bên ngoài thôi. Thì hôm nay là có giờ làm của mình này, cho nên mình đã đến văn phòng và làm việc. Thì để mình giới thiệu cho các bạn là công việc của mình làm việc ở viện Hàn ngữ là như thế nào nhé. Cơ bản các bạn đừng có để ý quả đầu của mình nha. Hiện tại thì các bạn học sinh mới sang của trường Hàn Nam thì đang cách ly trong ký túc xá, cho nên mấy bạn vẫn chưa có sách để học. Mình phải đi mua sách, rồi sau đó mang cuốn sách này qua cho các bạn đây. Thì mình đang trên đường để đi qua ký túc xá cách ly của trường Đại học Hàn Nam. Chúng ta cùng đi nhé. Mà đống sách này nặng quá. Thì trước mặt các bạn đây là khu cách ly của trường Đại học Hàn Nam nhé. Chỉ có nhân viên tụi mình thì mới được vào đây thôi, chứ người ngoài không được vào đâu. Thì tranh thủ bây giờ là giờ nghỉ trưa,
thì mình sẽ trao đổi với các bạn, không phải là trao đổi nữa, là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái công việc mà mình đang làm ở viện tiếng Hàn của trường Đại học Hàn Nam nhé. Thì chức danh của mình ở viện tiếng Hàn là Chang Hak Chokyo, thì nó cũng gần như là trợ giảng đó, nhưng mà kiểu như là mình chỉ làm việc ở văn phòng thôi, chứ hay là mình chỉ giống như là mình sẽ tư vấn cho các bạn học sinh sinh viên Việt Nam của viện tiếng Hàn, chứ mình không phải là đứng lớp để mà giảng giảng như các bạn trợ giảng khác. Thì công việc của mình ở đây là sẽ là tư vấn hỗ trợ cho các bạn sinh viên Việt Nam này, mình sẽ làm về gia hạn visa cho các bạn này, đổi visa, không, mình không làm đổi visa mà mình chỉ là gia hạn visa, đăng ký visa mới, hỗ trợ bảo hiểm, rồi gì nữa nhỉ, rồi các thủ tục, giống như là nói chung là khi mà các bạn đi khám bệnh, nhưng mà các bạn kiểu là mới sang á, thì các bạn không có rành tiếng thì mình sẽ đi theo và mình sẽ thông dịch, gọi là gần như có thể, chứ mình cũng kiểu mình cũng không phải là quá giỏi để mà thông dịch rõ hết được cho các bạn. Nhưng mà đối với những trường hợp mà những ca bệnh khó mà mình không thể thông dịch được hết á, thì mình sẽ nhờ hỗ trợ của một chị chị quên, thì chị đó là nhân viên chính thức của trường luôn, mình thì chỉ là giống như là nhân viên part time thôi, thì mình sẽ nhờ chị đó sẽ thông dịch lại cho các bạn. Còn đối với những cái giống như là những cái thủ tục bình thường thì mình vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn được. Ngoài ra mình còn làm công việc đó là sẽ là trao đổi với lại các trung tâm du học này, mình sẽ nhận hồ sơ của các bạn, mình sẽ lên lịch để phỏng vấn các bạn để nhập học vào trường Đại học Hàn Nam. Thì tí nữa đây thì mình cũng sẽ có một cái thời gian để phỏng vấn một số bạn, thì mình sẽ cho các bạn xem hình thức mình sẽ phỏng vấn các bạn như thế nha, thế nào nhé. Em là Nguyễn. Hùng đợi lâu chưa? Cũng không đợi lâu lắm hả? Những việc gì rồi? Dạ thì em ở nhà 3 tháng quần của mẹ. Bây giờ nói gì nữa nhỉ? Thật ra công việc của mình cũng cũng khá là nhiều chứ không phải là ít đâu, nhưng mà tự nhiên bây giờ nói ngang thì mình lại không biết là nên 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 nói gì nhỉ. Hồi nãy mình cũng có một cái clip, đó là mình đưa đồ qua cho các bạn cách ly, thì hiện tại các bạn cũng biết á, là tình hình Covid ở Hàn nó cũng chưa ổn lắm, cho nên khi mà các bạn Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc á, thì các bạn bắt buộc phải cách ly là 14 ngày. Thì tụi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái thời gian đó. Thì khi các bạn trong cái chốt cách ly thì giống như là mình sẽ tới giờ thì mình sẽ đi đưa cơm cho các bạn này, hay là khi các bạn cần mua sách hay là cần một cái vật dụng gì đó thì các bạn sẽ nhắn tin cho tụi mình, và mình sẽ giúp các bạn làm những cái công việc như vậy. Ngoài ra là khi các bạn đi bộ con xô để khám Covid thì mình cũng sẽ đi theo. Nếu ngày hôm đó mình có đi làm thì mình sẽ đi theo các bạn để thông dịch cho các bạn, vì hầu như là các bạn mới sang mà, cho nên các bạn cũng chưa rành tiếng Hàn đâu, nên cũng cần phải có nhân viên của nhà trường đi theo mới được. Còn việc tư vấn của mình thì mình sẽ thường tư vấn thông qua Facebook. Thì nếu mà các bạn có vấn đề gì, giống như là các bạn muốn nhập học vào trường Đại học Hàn Nam, hay là các bạn thắc mắc gì về Hàn Nam, thì các bạn có thể add Facebook là Viện Hàn Ngữ Hàn Nam, viết hoa không dấu như thế này nhé. Thì sau khi các bạn xong thì các bạn nhắn tin cho mình, thì mình sẽ trả lời nhiệt tình cho các bạn. Có thể là mình sẽ không thể trả lời nhanh được, vì thật sự là mỗi ngày mình nhận được khá nhiều tin nhắn của các bạn, thì hy vọng là nếu mà mình có thể trả lời hơi chậm thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh viện Hàn ngữ nơi mình làm việc nhé. Bây giờ không, các thầy cô cũng đã đi ăn trưa rồi, cho nên mình sẽ chỉ kiểu là giới thiệu sơ donate cho các bạn thôi. Thật sự là các bạn cũng biết là người Hàn người ta cũng không thích bị quay phim á, cho nên mình cũng sẽ hạn chế, mình không 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 quay các thầy cô đâu, thì mình sẽ chỉ giới thiệu sơ là bạn sẽ gặp thầy cô ở vị trí nào và các bạn sẽ giải quyết công việc như thế nào thôi, như vậy nhé. Ok, vậy chúng ta đi thôi. Khi bước vào văn phòng thì ở bên phải sẽ là chỗ ngồi của cô Ngọc Anh, thì cô sẽ phụ trách về tiếng Việt nhé. Và cạnh bên của cô đây là thầy Kim Jong Chun,
thì thầy sẽ phụ trách về mảng tiếng Anh. Nếu các bạn giỏi tiếng Anh thì có thể nói chuyện với thầy nè. Và kế bên cạnh thầy nữa sẽ là cô Minh Chi, phụ trách về tiếng Trung Quốc. Ngoài ra cô sẽ cung cấp cho các bạn là giấy chứng nhận đang theo học tại trường và cũng như là bảng điểm nữa. Chỗ này thì là của thầy Xuyên Trang Niêm nè. Và đây sẽ là chỗ ngồi của mình nhé. Các bạn thử dầm một vòng chỗ ngồi của mình nhé nào đi. Nhân đây mình cũng sẽ nói qua luôn về cái thủ tục, cái hồ sơ mà khi các bạn muốn nhập học vào viện tiếng Hàn của trường Đại học Hang Nam nhé. Thì hồ sơ của mình cần á, thứ nhất là đơn đăng ký theo mẫu. Thì các bạn khi các bạn muốn đăng ký thì các bạn có thể nhắn tin qua Facebook của Viện Hàn ngữ Hang Nam thì tụi mình sẽ hỗ trợ các bạn. Thì sau đây là một số cái thông tin mà các bạn cần phải chuẩn bị để mà nộp hồ sơ vào trường Đại học Hang Nam nhé. Thì thứ nhất là đơn đăng ký, nhưng mà mình đã nói đơn đăng ký khóa học tiếng Hàn và theo mẫu nhé. Thứ hai là bản sao hộ chiếu của các bạn. Thứ ba là hình thẻ 38. Thứ tư là giấy chứng nhận sổ ngân hàng có trên 10.000 đô và đã được cấp trong một tháng gần nhất là được rồi đối với trường Đại học Hàn Nam. Nhưng mà đối với lãnh sự quán thì có thể họ sẽ đòi hỏi là phải 3 tháng hay 6 tháng gì đó, thì tùy vào thời gian hay là thời điểm đó mà họ yêu cầu, thì các bạn nhớ tìm hiểu nhé. Rồi tiếp theo là bảng điểm và bằng tốt nghiệp của trường gần nhất của các bạn. Rồi sau đó là giấy chứng nhận mối quan hệ gia đình, có thể trong đó là bao gồm giấy khai sinh này, hộ khẩu. Tiếp theo là giấy chứng nhận thu nhập của bản thân hoặc là của ba mẹ các bạn. Tiếp theo là giấy cam kết bảo lãnh. Đó là những cái giấy tờ cơ bản nhất mà các bạn cần phải chuẩn bị cho phía nhà trường. Thì tất cả những cái giấy tờ này các bạn đều phải dịch thuật và công chứng tại Bộ Ngoại giao nhé. Tất cả đều phải có dịch thuật và công chứng hợp thức hóa của Bộ Ngoại giao thì bên mình mới chấp nhận. Rồi thì thường á thì viện tiếng Hàn của mình sẽ của Đại học Hàn Nam sẽ chia ra là 4 kỳ: kỳ mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Thường kỳ mùa xuân sẽ bắt đầu nộp hồ sơ vào tháng 1, kỳ mùa hè sẽ nộp hồ sơ vào tháng 4, kỳ mùa thu sẽ nộp hồ sơ vào tháng 7 và kỳ mùa đông sẽ nộp hồ sơ vào tháng 10 nhé. Thì các bạn nhớ cái khung giờ này thì để nộp hồ sơ cho nó gọi là đúng thời hạn thì lúc đó nó sẽ tiện hơn cho việc xin visa của các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã nộp hồ sơ cho nhà trường rồi và nhà trường đã xem xét hồ sơ, nếu mà hồ sơ ổn thì nhà trường sẽ liên lạc với các bạn và để giúp các bạn hoàn tất các thủ tục. Sau khi hoàn tất thủ tục rồi thì tụi mình sẽ có một cái buổi gặp nhau thông qua Zoom, hoặc là nếu mà ở Việt nếu mà thời điểm đó không có dịch mà tụi mình có điều kiện để về Việt Nam thì tụi mình cũng sẽ phỏng vấn các bạn tại Việt Nam luôn cũng 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 được nhé. Thì sau đó thì sau khi phỏng vấn xong và các bạn đã hoàn đủ đủ điều kiện, theo tiêu chuẩn của tụi mình của trường đặt ra thì các bạn sẽ được cấp invoice. Cấp invoice xong thì các bạn sẽ đóng tiền xong rồi thì tụi mình kiểm tra xong thì sẽ cấp thư mời cho các bạn và bắt đầu các bạn sẽ hoàn tất các thủ tục ở trên lãnh sự quán. Đấy thì hồ sơ trên lãnh sự quán thì hồ sơ nó cũng gần giống với hồ sơ của trường Đại học Hàn Nam thôi, nó gần giống. Tất cả các hồ sơ đó nó sẽ chỉ có một vài cái khác thôi, thì lúc đó thì lúc mà khi các bạn lên xin visa đó thì các bạn phải tìm hiểu. Nếu như các bạn đi qua trung tâm thì họ sẽ lo cho tất cả các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn đi tự túc á thì các bạn phải tìm hiểu nhé, tìm hiểu thật kỹ để mà mình không có bị mất thời gian cho việc là mình phải đi lên đi về đi lên đi về, nó sẽ rất là mất thời gian. Rồi thì đây là những cái thông tin cơ bản nhất của việc nộp hồ sơ vào viện tiếng Hàn. Thì nếu như các bạn có gọi là hứng thú hay là thích, không các bạn không 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 phải là hứng thú mà thích, mà là các bạn thật sự là muốn học tập tại trường Đại học Hàn Nam, thì hãy mạnh dạn và nhắn tin cho trường nhé. À ngoài ra các bạn có thể gửi mail cho trường thông qua mail này nhé. Thì thông qua mail này thì tụi mình sẽ có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn để nắm bắt được thông tin của các bạn.
có gì để trao đổi thêm nha các bạn nhé. Hiện tại học phí của trường Đại học Hoàng Nam đã là 1.300.000 won một học kỳ nhé. Thì cái này là chi phí học phí thôi, nhưng mà khi mà sang đây á thì các bạn còn phải đóng thêm một cái số chi phí nữa, đó là phí bảo hiểm này và phí ký túc xá này, ký túc xá 6 tháng. Phí bảo hiểm thì bây giờ hiện tại là khi các bạn chỉ là visa D4 thôi, visa học tiếng, thì các bạn chỉ cần trong 6 tháng đầu các bạn chỉ cần đóng bảo hiểm như học sinh thôi là 55.000 won cho 6 tháng. Mình xin lỗi. Sau 6 tháng các bạn lại phải tiếp tục đóng thêm một bảo hiểm nữa, đó là bảo hiểm quốc dân, Quốc Minh Công Can Bảo Hiểm. Thì khi các bạn sang đây rồi thì các bạn sẽ được hướng dẫn, khi mà trong invoice chúng mình sẽ ghi rõ luôn là những cái phí các bạn sẽ phải nộp là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, thì các bạn cứ theo đó mà đóng là được. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong thời gian gần nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy video này có lợi, có ích và các bạn hứng thú thì hãy cho mình một like, một sub nhé. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.